trên đường quốc lộ 1A từ thị xã Vĩnh Châu về huyện Mỹ Tú, tôi bắt gặp rất nhiều hình ảnh đẹp của người nông dân đang trồng trọt. Đây là vườn cà của người nông dân ở thị xã Vĩnh Châu, cà đang ra trái. Còn đây là những luống hành ở trên bờ vuông tôm, thì người dân tận dụng bờ của vuông tôm để trồng thêm rau cải. Ở đây có hành, chúng ta nhìn thấy là hành ra bông rất nhiều luôn. Ở bên kia đường cũng vậy, cũng tận dụng những khoảng đất trống của ao tôm để trồng thêm rau hoặc là hành. Tiếp tục con đường của quốc lộ 1A. Vì đây là thời điểm của thanh minh nên thường hay bắt gặp những người đi tảo mộ và đã cúng thanh minh xong. Những ngôi mộ được tô sơn lên rất là mới, hoặc là những ngôi mộ bằng đất thì đắp tròn và cao lên. Đây chúng ta có thể nhìn thấy ha, ở hai bên đường. Con gà. gần nghỉ hè chứ. Dạ 2 tháng nữa. Bà đâu à, không về. Ảnh đi trường rồi ảnh mới về đây, ảnh trực đầu giờ chút xíu. Trường lát mới về. Dạ chắc là trên đường về rồi đó. Này bánh này mình làm hay mua chứ? Chứ làm. Dạ. Dạ. Này tự nó còn tiếng là gì? Em kêu sáng về sớm luôn đi, ổng nói chạy vô trường chút rồi về. Rồi chịu luôn, rồi ba mẹ con về trước. Chứ đợi ổng về chung nắng tụi nhỏ tội nghiệp. Rồi về có cho ổng hay em để ổng về. Trời con mèo đi nhanh quá, đi không kịp mèo. Ủa hai đứa nhỏ đâu hết rồi? Khôi rồi đâu rồi? Khôi rồi đâu, không ra chén giấy nha chú Khôi. Không mèo đâu rồi? Chén giấy nha chú Khôi. Sao mà không có chén vậy? Trời, chén đi xin hả tí nè. Xuống tới cái lăn xăng. Mèo 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 mèo. Mèo 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 mèo. Đây nè. Mèo 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 mèo. Mèo mèo mèo. Mừng á con. Ừ là ở đây luôn rồi nghe. Mừng à. Mừng đây luôn nha, không có đâu chế. Đứa ở trong trường nó cho. Ở đây luôn rồi đó nghe con.
đây không nghe, vượt 70 cây số về đó nghe. Nha. Trời ơi, cái mặt cái ghét à. Rồi bỏ em xuống đi con, bỏ em xuống đi. Bỏ em ra đi con. Sen không gà cúng cho anh. Chưa hôm nay cúng. Từ nãy không được chạy gì vậy, chắc không có mần gà con. Như vậy giữ nó đừng cho nó ăn dụng nha con. Giữ nó chơi coi chừng nó vô ăn đồ ăn á. Rồi mình thích thôi, chiều mới cúng không. Năm rồi nắng rồi mình nhậu quay nắng quay thượng lên đây nè. Nghe chưa? Đó, bây giờ là không biết chưa khỏe. Đi mà khỏe nó không có nắng. Mẹ canh nó coi chừng nó ăn nè. Coi chừng, coi chừng, coi chừng. Tư ơi, Tư ơi, Tư ơi, Tư ơi. Vậy đâu, vậy đâu? Vậy đâu dán thêm một cái nữa. Vậy nữa. Ăn cái chân, ăn cái chân. Cái chân. Anh mày giờ còn phải. Anh còn còn. Ừ, ăn không vậy đó chứ mà nó để chặt rồi lên bàn dỗ này kia đâu nhá rồi bà nó ăn gì thì người ta nhìn ta cười nhưng mà ăn gì thì ủa cái gì đổi đâu chế em muốn đổi cái này anh ăn đi áp sớt này quá không có anh áp sớt thịt quá bưng đi đâu để đâu vô đó bên đây có chứ ba bên đây có cái dĩa này chưa cho bên nó vậy đi vậy vậy đi một chỗ hai dĩa bánh nổi mấy đứa nhỏ vậy đó kỳ ngồi lần ngồi lên trên đó con có mấy con ngồi chích ra chỗ chỗ ngồi cho động động lên ngồi chích sát đứng đi nào lúc nó rồi đưa cho em một cái ra chị qua đi múc lại chén gì đó mười đưa cháo đó nè. Rồi ai chưa có ly, chưa có bia, chưa có cháo gì chị qua đây nhiêu. Cậu. Em chị nhỏ ăn không nhé. Cháo đi. 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 Cái chế xin cái dĩa đó. Đây có muối nè. Muối tiêu nè. Chị cho em xin miếng đổ đi chị. Anh Tư ơi, có nguyên một tô muối tiêu chanh rồi nè. Ăn gì không? Mẹ ba mẹ bóc cho qua đây nè con. Bắt con chó về đó. Chị nghe nó ôm chó nữa hay gì. Mấy em ngồi sáng vô bên kia chừa cho mấy bạn ăn nữa. Mấy em ngồi gì mình giảng hết vậy. Đây nè. Đâu nó đâu. Còn đâu. Nó đang cầm điện thoại mà. Đổ vô thau lần kia vô thau
được chưa? Qua đại đi làm gì mà không nhậu gì thấy nhậu gì không nhậu gì cũng ngại cái nhậu cái này. Giống như không có nhậu đâu. Chậm lát ta. Bỏ. Bắt tiên trồng có lý hơn cái cây bông dâm bụt à. Y sửng ca nghiến nguyên dịch dít tạo ồ. Trái ăn nghiến tửng hồ thanh nha. Hồi năng tắt cái y hỏi chị riêng. Hồi đang tác thảo cũng hỏi chị riêng. Nếu mà có khăn khó tạ cũng con tạ. Còn nó cho mẹ của cả mẹ nó bỏ ai sẽ hụt hụt vận lên lúc cả kia chị riêng à. Nếu cô bỏ kia chị riêng à, chị sang xí chịu sang xí xe út. Đây coi. Rồi đau đụng đũa đi. Ở dọc bên đường về á, là ở đây là mình thấy là người ta có trồng nấm rơm nè, cho nên mình dừng xe và ghi hình lại. Thường thu hoạch nấm rơm thì mình thấy người ta hay thu hoạch lúc trời mát á, có nghĩa là sáng sớm hoặc là chiều mát để người ta dễ ra thu hoạch.
người ta sẽ dỡ những đống rơm này lên và sẽ lấy những cái nấm mà nó lớn á, còn những nấm nhỏ thì người ta để lại. Lúc này là ngay giữa trưa cho nên không thấy ai ở ngoài này hết.
Còn cái này là cái bồn bồn nha cả nhà. Đây bồn bồn người ta vừa mới cấy xong á. Cái này chắc cấy tầm được cỡ một tuần quá. Thấy nó còn ít lắm. Tầm cỡ một tháng thì nó ra nảy cái con lên rất là nhiều. Thường mình thấy người ta thu hoạch bồn bồn là làm dưa chua á cả nhà. Ăn rất là ngon nha.